Tình huống diễn ra ở phút 53 trận đấu giữa Argentina và Croatia, thủ môn của Chelsea đã có pha ném bóng khó hiểu cho tiền đạo của đội khách. Đội tuyển Croatia chơi không quá xuất sắc, nhưng họ lại được hưởng lợi từ sai lầm của các cầu thủ Argentina. Đặc biệt là tình huống như trò đùa của thủ thành Willy Caballero. Phút thứ 53, khi Caballero đang cố gắng phối hợp với hậu vệ Machado, không hiểu lý do vì sao Caballero lại đưa trái bóng đến đúng vị trí của tiền đạo Ante Rebic. Và dĩ nhiên cầu thủ người Croatia đã không bỏ lỡ cơ hội quý hơn vàng để mở tỷ số cho trận đấu. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Thủ môn là một nửa của đội bóng. Chính vì vậy, trong mọi trận bóng đá thì vai trò của thủ môn vẫn luôn là quan trọng nhất. Trong nhiều trường hợp, một thủ môn xuất sắc đã đóng vai trò cứu tinh cho cả đội bóng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, khi vị trí thủ môn là nơi cần chơi một cách chắc chắn nhất thì họ lại mắc những sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến những bàn thua không đáng có. Hôm nay hãy cùng xem những pha bóng mà thủ môn mắc lỗi không thể tha thứ. Đây là trận đấu mà đội tuyển Đức cần có 3 điểm trước Hàn Quốc mới đủ điều kiện vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, suốt 90 phút thi đấu, đội tuyển Đức chỉ là những cỗ xe tăng lờ đờ, không thể tìm ra cách để khoan thủng đội bóng xứ Kim Chi, thậm chí phải nhận bàn thua. Vào những phút cuối cùng, thủ thành Manuel Neuer chấp nhận bỏ trống khung thành dồn lên tấn công, nhưng cũng không thể thay đổi cục diện, thậm chí còn bị mất bóng để đội trưởng Son Heung-min bên phía Hàn Quốc dễ dàng có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 90+6. Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Liverpool trong trận chung kết Champions League năm 2018. Chiến tích của Real Madrid có sự góp công rất lớn của thủ thành Karius. Người gác đền người Đức đã mắc sai lầm quá ngớ ngẩn, tạo điều kiện cho Los Blancos có được những bàn thắng từ trên trời rơi xuống. Đặc biệt là tình huống ngay đầu hiệp 2, thủ thành người Đức có pha ném bóng vội vàng vào ngay chân của Benzema. Trái bóng từ từ lăn vào lưới trong những nỗi đau của những người Liverpool. Trong trận ra quân của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2018, De Gea đã phạm sai lầm giúp Cristiano Ronaldo nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. Cụ thể, phút 44, sau cú sút rất căng của Ronaldo, De Gea lại đẩy bóng bay vào lưới. Đến Ronaldo cũng phải ngỡ ngàng với sai lầm của một trong những thủ môn tốt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Trong trận đấu giữa Borussia Mönchengladbach và Mainz, thủ môn của đội khách Mainz là Robin Zentner suýt chút nữa đã khiến đội bóng của mình nhận bàn thua lãng xẹt. Pha khống chế bóng trước đó của Zentner không thực thành công khiến cho trái bóng trôi ngược về phía khung thành. Trong khi đó, Zentner vẫn hồn nhiên tưởng bóng ở dưới chân và hướng mắt lên tìm đồng đội. Ngay lập tức, tiền đạo cắm phía trên của Borussia Mönchengladbach lao vào. Rất may cho Zentner là anh kịp nhận ra pha sút bóng hỏng và đã kịp thời chạy về sút bóng lập bập ra phía trước.
Một tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm cho khung thành, nhưng chàng thủ môn áo đỏ này lại phạm phải một sai lầm hết sức ngớ ngẩn. Anh đã có một pha chuyền bóng cho đồng đội rất thiếu an toàn, tạo điều kiện để tiền đạo đối phương dễ dàng cắt đường bóng và ghi một bàn thắng không mấy khó khăn. Mặc dù chiếc áo màu đỏ, nhưng có lẽ đó không phải là một ngày may mắn đối với chàng thủ môn này. Trong chiến thắng 4-2 của đội tuyển Pháp trước Croatia, thủ môn kỳ cựu Hugo Lloris đã phạm phải một sai lầm tai hại. Sau pha chuyền về của Samuel Umtiti, đội trưởng của đội tuyển Pháp tỏ ra chần chừ và khi bị áp sát, anh đã vô tình chuyền bóng thẳng vào chân Mario Mandzukic trước khi bóng đi vào lưới. Rất may là bàn thua đó không quá ảnh hưởng tới Pháp, nhưng lại khiến danh hiệu găng tay vàng bị tuột khỏi Lloris. Trận đấu giữa Malaga và Valencia tại đấu trường La Liga mùa 2016, Malaga đã sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước Valencia ngay ở phút 14. Tưởng như Malaga sẽ có một trận đấu dễ dàng thì bàn phản lưới nhà theo kiểu bán độ của thủ môn Carlos Kameni đã khiến trận đấu bước sang một ngã rẽ khác. Từ một cú tạt bóng tưởng chừng vô hại bên phía Valencia, thủ môn Kameni bật rất cao nhưng cú với tay tai hại của anh đã đưa bóng vào lưới nhà. Với bàn thua ngớ ngẩn trên, cầu thủ người Cameroon đã tiếp tay cho bầy dơi lấy lại được tinh thần để rồi có màn lội ngược dòng thắng 2-1 ngay sau đó. Một pha chuyền về không quá an toàn của đồng đội, nhưng thủ môn này đã kiểm soát rất tốt tình hình khi bình tĩnh lừa được một cầu thủ đối phương. Nhưng đó cũng là giây phút xuất thần duy nhất của anh trước khi anh phạm sai lầm tai hại. Quá tự tin vì khống chế tốt quả bóng, chàng thủ môn đã quên mất tiền đạo đối phương còn ở phía sau. Tiền đạo này đã ngay lập tức cướp lại bóng từ chàng thủ môn mất cảnh giác và trừng phạt thủ môn này bằng một bàn thắng dễ dàng. Thủ môn Chris Maplo của câu lạc bộ Grenoble đã trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội sau cú ném bóng bay thẳng vào khung thành của mình, dẫn đến đội nhà thua Caen với tỷ số 0-2 ở vòng 27 League 2 Pháp. Sau khi bắt bóng, thủ môn 30 tuổi người Pháp muốn ném bóng lên cho đồng đội, tuy nhiên Maplo chẳng hiểu sao trái bóng lại bay ngược về hướng khung thành của mình. Nhận ra sai lầm, Maplo đã cố chạy theo để cứu thua, nhưng không kịp khi trái bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn. Nhìn chàng thủ môn này mà chúng ta phải vừa tức vừa buồn cười. Anh chàng đã có pha khiêu khích cầu thủ đối phương, chờ cầu thủ này chạy đến thì anh bay lên ôm gọn quả bóng.
Tuy nhiên không may thay, cú lao người của anh lại khiến đầu anh lao đúng vào chân của cầu thủ đối phương đang trên đà lao tới. Chàng thủ môn này sau đó đã nằm ôm đầu trong đau đớn. Nhưng với pha khiêu khích gợi đòn trước đó của anh thì cũng không ai mà thương nổi cho cầu thủ này. Vừa rồi là những tình huống mà các thủ môn đã có những giây phút phạm phải sai lầm hết sức ngớ ngẩn. Tuy nhiên cũng không nên trách họ, là một người gác đền của đội bóng, họ đã phải chịu quá nhiều áp lực, khiến nhiều trường hợp họ không thực sự đủ tỉnh táo để xử lý bóng theo ý muốn. Nhưng qua những kinh nghiệm đắt giá như vậy, các thủ môn sẽ thi đấu tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.